Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay là chia sẻ cho các bạn về cái cách làm nồi tay ga này cho thật nhẹ và chảy nước nha mọi người. Đây là cái nồi xe tay ga mình chuẩn bị giả ra để mình chia sẻ với các bạn làm cách gì mà nó chảy, nó lướt và nhẹ thêm nha các bạn. Thì đây mình bắt đầu vào việc ngay luôn cho các bạn xem. Thì các bạn cũng nhìn thấy nè ha, cái bố nồi, bố bát cang của nó chỉ bắt được khu vực này nha các bạn, khu vực này không bắt hết nè, khu vực này cũng vậy luôn, không bắt hết bố nha các bạn, ở đấy cũng vậy luôn. Thì cái mặt tiếp xúc rất là nhỏ, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái sợi dây cura này đó các bạn, nó bắt đầu cháy cứng nhẹ thì nó sẽ chảy, nó sẽ có cái tiếng kêu tạch cạch 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 khó chịu lắm các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái mẹo vặt rất là đơn giản để khi mà mình làm lên nó sẽ êm lại. Thì bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra. Thì ở đây mình phải kiểm tra 6 viên bi của nó trước nha các bạn, thử xem cái nó còn xài được hay là nó bị hư hỏng gì không. Thì mấy viên bi này mình kiểm tra thì cũng đang rất là ok nha các bạn, đang rất là ok. Thì miếng nhôm, cái mặt nhôm đồng này mình kiểm tra thì cái rãnh trượt của mình đang rất là ok, chưa có vấn đề gì. Thì bây giờ mình tiến hành mình gắn. Thì khi các bạn rã cái bi này ra nhá, các bạn nên nhớ một điều là cái bi này nó có hai đầu nha các bạn, một cái đầu này này và một cái đầu này ha. Cái đầu này là mình cho là cái đầu bằng nhá, còn cái đầu này là đầu không bằng. Các bạn nhìn thấy thì theo cái lực mà sẽ chảy á, thì nó sẽ là chảy hướng này qua, chảy hướng này qua thì cái mặt tiếp xúc với cái viên bi là cái mặt sau đây. Vậy thì mình sẽ cho cái mặt bằng vào cái đế đếm này ha, và đi vào bên này ha các bạn ha. Nhớ nha, đừng để quên nha, quên thì nó sẽ làm cho cái đế nhôm của mình nhanh hư và nó nhanh bể. Đó là cái đầu tiên. Rồi cái này mình đã kiểm tra ok. Lý do gì mà sẽ chạy không lướt mà còn có sinh ra cái tiếng kêu cạch cạch thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người luôn. Rồi cái này khi mình đã kiểm tra ok, mình gắn lại nha các bạn. Và tiếp theo là mình kiểm tra luôn cái cục cắm đấy nha các bạn, cũng rất là ok, mình gắn vào luôn nha. Xong bây giờ đến lượt là mình xử lý sợi dây cura. Thì sợi dây cura thì trong quá trình nó hoạt động nó sẽ bị cháy cứng nha các bạn, thì nó sẽ tạo ra cái tiếng lạch chạch khó chịu các bạn. Thì đây là mình dùng một cái thỏi nến nha các bạn, đến cây đó các bạn, thì mình sẽ vuốt vào cái mặt này đây, cái mặt sợi dây cura nha các bạn. Các bạn vuốt nhẹ cho mình, đặc biệt là đừng có bôi nhớt vào đấy nha các bạn, chỉ có đèn cây này thôi. Thì khi mà mình bôi cái đèn cây này vào đấy thì trong quá trình mà xe nó hoạt động nó sẽ nóng lên thì cái đèn cây này nó sẽ tiếp xúc với cao su này, nó sẽ làm cho cái dây cura này nó mềm, nó êm và nó lên xuống trả qua rất là êm và dễ chịu nha các bạn. Cái điều này thì cũng rất là nhiều thợ đã áp dụng cái phương pháp này rồi nhưng ít ai tiết lộ lắm. Còn hôm nay mình sẵn sàng tiết lộ chia sẻ cho các bạn những cái rất là đơn giản nhưng mà xe mình nó sẽ chạy nó êm ái hơn, nó dễ chịu hơn. Đó, mình chỉ dùng một cái đèn cầy thôi. Đó, mình bôi cho đều cái sợi dây cura nha các bạn, hai mặt của nó luôn nha các bạn. Thì nó sẽ mất đi cái tiếng lên xuống là lạch cạch đập vào cái thành nồi nha các bạn. Rồi mình đã xử lý xong cái sợi dây cura. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ xử lý cái bố bát cang của cái nồi sau nha các bạn. Này,
Các bạn nhìn thấy không? Nó chỉ bắt có từng đây thôi. Bên đây cũng vậy, chỉ bắt từng đây. Bây giờ mình phải xử lý làm sao để cho nó bắt đều hết cả cái mặt này luôn. Mình sẽ sử dụng một miếng nhám, nhám lớn. Rồi đây nhé bạn ơi, mình sử dụng một cái này gọi là cái dũa nha các bạn. Thì mình sẽ dùng bằng cái dũa này, mình dũa vào cái mặt mà mặt cao đó, cái mặt mà hiện tại nó đang còn tiếp xúc vào bố nồi đó. Mình sẽ dũa thấp cái mặt này xuống. Khi mình dũa thấp cái mặt này xuống thì cái bố nó sẽ được bắt đều cả cái mặt còn lại. Thì cái lực ma sát, lực bám dính của nó sẽ được nhiều hơn. Thì nó sẽ bám tốt hơn, thì làm cho cái xe mình nó chạy nó sẽ êm ái hơn và nó sẽ đạt được tốc độ tối đa của nó nha các bạn. Thì đó là một trong những cái phương pháp mà rất là đơn giản mà nhiều người chưa biết. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người. Đó, và bên cái mặt này cũng vậy, mình cũng dùa vậy luôn. Cái này thì cũng đơn giản các bạn ạ. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn ở nhà cũng tự sửa cho mình cũng được, hoặc là tự bảo dưỡng xe cho mình cũng được. Thì xe tay ga này thì cái bộ nồi này cũng rất là quan trọng. Cái bộ nồi này là bộ nồi chịu tải. Khi mình đi ở trên đường thì cái sức nóng, sức nhiệt nó phát sinh ra rất là nhiều nha các bạn. Thì mình chạy được khoảng tầm 6 tháng là mình cần phải bảo dưỡng nó. Cái bộ nồi này cần phải được bảo dưỡng. Thì đặc biệt là xe tay ga, đối với cái dòng xe tay ga dành cho nữ giới thì cái vấn đề nồi Ameya này rất là quan trọng. Nhiều bạn đâu có để ý cái vấn đề này đâu, cứ nghĩ là xe mình cứ đang đi là để đi, nhưng không phải đâu nha các bạn. Nếu trong quá trình mà mình để đi lâu mà mình không sửa chữa, không bảo dưỡng, mình không chăm sóc nó thì nó sẽ hư ra rất là nhiều thứ nha các bạn. Sau đó là sẽ rất là nhiều thứ nó sẽ bị lẩu ó theo và nó sẽ hư theo một cái dây chuyền, nên là rất là nguy hiểm cho chiếc xe của mình. Vì vậy để sử dụng một chiếc xe cho đúng cách và đúng nghĩa thì các bạn cần phải biết cách để chăm sóc chiếc xe của mình. Thì với kinh nghiệm sửa xe của mình cũng đã rất là lâu rồi, thì hôm nay mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người yêu thích xe nhưng chưa có cơ hội để được hiểu hết chiếc xe. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cái mặt này cũng vậy, mặt này mình cũng lau chùi cho vệ sinh cho sạch sẽ nha các bạn. Đó là những cái công tác cần vệ sinh nha các bạn ha. Đó, và mình gắn lại cho nó. Rồi tiếp theo là mình vệ sinh cái mặt chuông này cho nó sạch sẽ nha các bạn. Nếu mà mình kiểm tra cái mặt chuông này mà nó ăn mòn không đều thì mình cũng phải đưa đi gia công lại ra. Mình vớt cái mặt này lại cho nó láng mịn lại, hoặc là mình dùng bằng một cái phương pháp rất là đơn giản. Hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cách mà vệ sinh cái chuông nồi này để cho nó láng mịn và cho nó có lực ma sát đó các bạn, thì các bạn không cần phải làm như thế này đâu nha. Các bạn đút ngược lại vào trong cái trục đó này, các bạn xoay cái bánh xe. Đó, rồi tay vào xoay cái bánh xe. Khi xoay cái bánh xe thì cái nồi nó sẽ quay đó. Các bạn bỏ miếng giấy nhám vào đây. Đó. Các bạn phải tiền cho mình để cho nó láng bóng luôn và cho nó trơn, và nó sẽ đánh bay những cái bã dở còn bám ở trên đây này. Rồi những cái mặt mà nó tiếp xúc không tốt là nó sẽ sạch sẽ cho mình. Thì khi mình gắn vào là chiếc xe của mình nó sẽ êm ái và mượt mà luôn nha các bạn. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Thì với một miếng giấy nhám nhẹ thôi là mình đã sử dụng cho cái nồi này nó trở thành ok. Và cái mặt sau này cũng vậy, mình muốn bảo vệ cho nó sạch sẽ, mình vệ sinh cho nó. Đó, trắng xóa luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ok không? Đây, mình đưa cận cảnh cho các bạn xem. Đó, sau khi cái chuông mình vệ sinh là nó như thế này, nó sạch sẽ rồi đó. Rồi, mình tiến hành lắp ráp vào. Rồi, chia sẻ cho các bạn cái cách mà xử lý cái nồi xe tay ga đó, mà vừa chảy vừa lướt và nhẹ và êm, và cách bảo dưỡng rất là đơn giản. Tại nhà các bạn có thể làm được hết.
và cái lớp đó thì các bạn thấy nó đơn giản, rất là đơn giản. Cái này hầu như thì các bạn chúng ta thì bỏ ra khoảng tầm trên dưới 10 phút là các bạn đã xử lý xong cái nồi tay ga của mình rồi. Nó đơn giản đúng không các bạn? Thì nếu các bạn yêu thích chiếc xe của mình và tự tay chăm sóc chiếc xe của mình thì các bạn đó, làm cái như mình làm nó rất là đơn giản. Nếu các bạn có cái súng để bắn như thế này thì càng khỏe, còn không có cái súng binh này thì các bạn dùng cái lực đó, các bạn dùng một cái kích cong thì các bạn rút vào đấy, các bạn hoàn và chặt lại, các bạn chỉ cần như thế là nó đã chặt thôi. Còn mình thì ở đây mình sử dụng cái súng này thì ở đây là cái tiệm của mình đó, nó là cái đồ nghề của mình có sẵn, chỉ bắn một cái lực nhẹ là được nhé các bạn. Thì bây giờ mình chú cái lock này lại và xem mình hoạt động ok. Đó, đơn giản vậy thôi nha các bạn. Thì các bạn thấy video của mình vừa chia sẻ hay có ý nghĩa đối với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh trọng đại cho mình, để làm sao mình ra những video tiếp theo. Các bạn là những người đó nhận video của mình đầu tiên. Lần nữa xin chào mọi người, xin chào các bạn ha.